Thưa cha, người công giáo nào cũng tin có một Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái. Thế nhưng, một chữ nhân thật quái ác. Từ xưa tới nay, nhất là trong các thế kỷ gần đây, ai ai cũng thấy tội lỗi và sự ác tràn ngập khắp nơi, làm cho con người bất cứ vào lứa tuổi nào đều bị lôi cuốn mà sa ngã. Ngay đến những bậc tu hành, nó lại càng tấn công mạnh hơn. Đặc biệt hơn hết là tuổi trẻ ngày nay lại càng bị cuốn hút vào tình và tiền nên chỉ đua nhau kiếm tiền để hưởng thụ. Uhm, con nhớ ông Nietzsche, một triết gia vô thần hạng gục của nước Đức, đã ngoác mồm tuyên bố một cách ngạo mạn rằng, tôi đã giết Thiên Chúa, ông ta đã chết rồi. Thưa cha, như vậy Thiên Chúa có dựng nên tội ác và sự dữ không? Tại sao chỗ nào, nước nào cũng thấy nó xuất hiện một cách công khai lộ liễu như vậy ạ? À? <laughs> Anh Thanh Hùng lập luận giống hệt một triết gia, lý lẽ rất là vững chắc hoan hô cao kiến của anh. Vì thế, xin các anh các chị chú ý lắng nghe câu trả lời gồm ba mục sau đây. Thứ nhất, trước hết, Thiên Chúa là đấng cực thánh, trí nhân trí ái, không thể dựng nên tội lỗi và sự dữ. Ngay cả việc gợi ra điều xấu cũng đi ngược lại bản tính tốt lành tuyệt đối của Chúa. Thứ hai, tội lỗi và sự dữ là do tên Lucifer, quỷ Satan đầu sỏ phạm đến Thiên Chúa trước tiên, kéo lôi một lô quỷ khác A Tòng. Hắn lại xúi dục nguyên tổ Adam và con cháu bắt trước hắn mà xúc phạm đến Chúa, gây nên tội lỗi và sự giữ khắp nơi. Và thứ ba, tội lỗi và sự giữ sẽ không được xảy ra nếu Thiên Chúa không ban phép hoặc làm thinh cho xảy ra để mưu ích lợi cho người ta. Nếu bảo tội lỗi và sự ác vượt ngoài sự kiểm soát của Thiên Chúa thì đã gián tiếp bảo rằng Thiên Chúa không còn là Chúa trên hết mọi loài thụ tạo nữa. Thụ tạo đây gồm cả người lành kẻ dữ. Lập luận như vậy là đã rơi vào bè rối nhị nguyên. Manikeo, họ chủ trương có hai vị thần cai trị vũ trụ là thần lành và thần dữ. Đó là hai sức mạnh phi thường độc lập và xung khắc nhau. Chúng ta hãy nghe các thánh giáo phụ và các thánh tiến sĩ của Giáo hội đã đồng thanh dạy rằng, trong suốt đời ta, không có sự gì xảy ra cách ngẫu nhiên cả, Thiên Chúa can thiệp vào khắp nơi. Chính Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaiah mà phán: "Ta là Chúa, không có Chúa nào khác. Chính ta dựng nên sự sáng, sự tối, gây nên hòa bình để cho sự giữ xảy ra." Sách ngôn sứ Isaiah, đoạn 45, câu 6 và 7. Ngôn sứ Amos cũng nói: Có sự giữ nào trong thành mà lại không do Chúa? Sách Amos, đoạn 3, câu 6. Trích ở trong sách Cỏ dại giữa lúa đồng của Thomas Green, trang 135, một trang 36.